Vô thì như mọi người thấy thì đây chính là Caesar King, một nhân vật chuẩn bị ra mắt ở trong banner 1.2 của Zelda Zero. Và chúng ta cũng có Bernice ở bên này, đó chính là một nhân vật cũng sẽ ra mắt ở trong 1.2 và là nửa sau của phiên bản 1.2 ha. Và mọi người cũng sẽ thắc mắc là liệu chúng ta nên roll nhân vật nào ở trong một phiên bản 1.2 này, thì mình đây để mình nói ngắn gọn thôi về hai nhân vật này, cũng như là đưa ra những cái ý kiến của mình về những thông tin mà mình đã thu thập được về hai nhân vật này ha. Ok thì bắt đầu thôi. Đầu tiên thì Caesar King chính là một bảo hộ vật lý. Cô ấy có một cái lối chơi có khả năng gọi là phá điểm yếu của đối thủ, làm cho mọi người có thể gây đam một cái lượng đam lớn hơn, và cô ấy cũng có khả năng đảo thiên khá là dễ dàng bằng cách bấm giữ gọi là có thể perfect dodge nè, hoặc là siêu chiến kỹ. Theo mình, theo thông tin ở trong livestream thì là cô ấy chỉ cần làm như vậy mà mọi người sẽ có thiên, và cô ấy cũng có khả năng búp kháng gián đoạn cho mọi người đó, một cái khả năng khá là hay ha, khá là gọi là búp kháng gián đoạn cho mọi người. Y chang có thể gọi là cô ấy là một nhân vật khá là giống Yongli ở trong Genshin Impact đấy. Còn về Bernice á, thì cô ấy là một dị thường hệ hỏa. Thì nói ngắn gọn về dị thường hỏa thì nó giống như cái hiệu ứng bên trong Genshin Impact, đó chính là nó sẽ gây đam trong một trong 10 giây liên tục mỗi mỗi một giây, thì nó sẽ gây đam theo cái lượng tinh thông dị thường mà mọi người đang có. Và cô ấy có khả năng là theo cái livestream và những cái thông tin mình biết được thì cô ấy là một dị thường hỏa có thể quick swap được, và cũng như là dị thường hỏa có thể off field, bởi vì cái ấn của cô ấy nó sẽ kích off field giúp cho mọi người có thể tích được dị thường off field luôn đó. Một cái điều rất là thú vị của Bernice ha. Ok, và nói ngắn gọn như vậy thôi. Và liệu mọi người nên roll nhân vật nào và có nên roll cái W engine của nhân vật đấy hay không? Thì cơ bản thì cái W engine của cái nhân vật này á, thì gần như là theo mình thấy là nó dính liền với lại các nhân vật này rồi, cho nên là nếu mà mọi người đã roll cái nhân vật này và mọi người muốn đầu tư cho nó mạnh nhất có thể thì mọi người mới nên roll trấn ha, nhưng mà không nên roll gọi là roll trấn thay vì roll nhân vật, theo mình thấy là vậy. Nhưng mà nhân vật nên roll nhân vật nào, bây giờ mình sẽ phân tích. Một là dành cho những bạn mà không có quá hardcore, và những cái bạn mà đang gặp vấn đề về về lắc mạng lắc các thứ, và nó có cái khó chịu về việc né hay là cái việc mà mọi người parry ấy, thì chắc chắn là mọi người nên run Chendo, bởi vì Chendo sẽ là một nhân vật substitute rất là tốt với cái khả năng kháng gián đoạn của mình, giúp cho mọi người có một cái khoảng thời gian tốt hơn khi chơi game. Và mọi người về trên nói rõ hơn về Caesar, Caesar chứ lộn, không phải Chendo, nó lộn thì nói rõ hơn về Caesar ấy, thì cô ấy do có khả năng kháng gián đoạn thì cô ấy có thể giúp cho những nhân vật combo dài, ví dụ như là Elantro này, có thể mà có cái khoảng thời gian on field hoàn chỉnh, bởi vì mọi người biết là cái combo của Chendo gọi là Elantro khá là dài đúng không, và nó có khả năng mà trong cái thời gian mà cô ấy ở trên sân thì có một cái khả năng cực kỳ nhỏ một viên đạn bắn trúng Elantro, và nó sẽ làm cho Elantro bị choáng một cái, không có thể thực thi được full combo của mình. Và sẽ ra ở đây để giúp cho mọi người ha. Và do cái khả năng mà có khả năng gọi là khống chế một xíu của bản thân thì cô ấy cũng sẽ giúp cho cái việc mà team của mọi người có một cái khả năng gọi là gây choáng nhẹ, và giúp cho làm cái thanh choáng nhanh hơn, và giúp cho DPS có thể gây đam một cách nhanh gọn hơn. Hiện tại nếu mà mọi người chưa có Lee Kaon á, thì Caesar sẽ là một substitute khá là tuyệt vời cho Lee Kaon trong team Elantro, bởi vì cô ấy vừa có khả năng gây choáng và cũng như là bút cái khả năng kháng gián đoạn cho Elantro, nó rất là tuyệt vời ha. Cái điều này cũng sẽ đúng cho các DPS ở trong tương lai, nếu mà mọi người đang cần một DPS mà có khả năng gọi là phải 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 combo dài dòng giống như là Elantro ấy, thì cô ấy với cái khả năng kháng gián đoạn của mình cũng sẽ bút khá khá ha. Còn đối với lại Bernice ấy, với cái khả năng mà dị thường hỏa quick swap off field của mình thì cô ấy khá là đa dạng team. Cái team có thể đáng chú ý đó chính là team mono hỏa với lại Soldier 11 và Piper nếu mà mọi người đầy đủ. Và cái team đó thì không phải nói rồi, nếu mà mọi người không có Kolida thì mọi người có thể bỏ Bernice vào để thay thế, gây một thêm một cái luồng đam off field, và có khả năng thì cái team nó sẽ hoạt động được, nhưng mà cần có sự test ở trong beta nó nhiều hơn, bởi vì cái này team team này chưa được test quá là nhiều.
Một cái team khác mà Burnett có thể chơi là team full dị thường, gọi là team có Chendo hoặc là Grace cộng với lại Burnett và chơi thêm với lại cả cả Seth ha. Đó, cái vấn đề hiện tại gặp duy nhất của chúng ta đó chính là Seth là hiện tại nhân vật duy nhất có thể buff cho các nhân vật khác tinh thông dị thường. Cho nên là có một cái hơi khó, một cái là không có Seth thì chúng ta sẽ không có chơi dị thường được một cách quá là hoàn chỉnh. Cho nên là hơi khó khăn cái chuyện đó. Nhưng mà nếu đã có Seth rồi thì mọi người cứ quốc dị thường mà mọi người chơi thôi. Và cô ấy cũng sẽ làm rộng cái pool mà DPS của mọi người nếu mà mọi người không có một nhân vật DPS hỏa nữa. Bởi vì cái loại dị thường nó là một cái loại liên quan tới phản ứng nhiều hơn. Và nó sẽ khó, theo mình nghĩ nó sẽ hơi khó ao meta hơn một xíu ha. Đó. Thì đó là hai cái lựa chọn hiện tại của mình. Bây giờ nói thêm một xíu nữa về banner ha. Bởi vì có một vài thông tin về banner của hai người rồi nhưng mà chưa chứng thực. Nếu mà đúng thì nó sẽ là khá là tốt trong một trong hai nhân vật này. Thì banner của Caesar, hai nhân vật 4 sao sẽ là Piper và Anton. Thì là hai nhân vật không quá tệ cho mọi người nếu mà mọi người mới chơi, nhưng mà nó cũng sẽ không phải là một nhân vật quá tốt, trừ Piper, bởi vì Piper là một nhân vật dị thường vật lý và dị thường vật lý khá là tốt trong game này hiện tại ha. Còn về banner của Burnett ấy, thì có vẻ như là mọi nhà phát hành muốn kích chúng ta roll Burnett, bởi vì banner của Burnett đi kèm với đó chính là Nico và Piper, hai nhân vật chi viện có thể nói là mạnh, cực kỳ mạnh trong game này đó. Cho nên là nếu mà thông tin chính thực, gọi là chính xác ấy, thì 5 sao thì mọi người chắc chắn là 4 sao cái banner thì sẽ rất là ngon rồi. Và việc roll như thế nào thì nó sẽ tùy mọi người ha. Nhưng mà nói thiệt á, thì mình cá nhân mình thì mình sẽ thích roll Caesar hơn. Bởi vì cô mình, một là mình có Elantro này như mình đã nói, hai là mình cũng có Chendo và mình cũng sẽ muốn thử team mono vật lý với Caesar, Chendo và cả Nekomata ha. Đó. Còn mọi người thì mọi người muốn roll như thế nào đây? Thì hãy cho mình biết ý kiến của mọi người ở dưới phần bình luận của video ha. Cảm ơn mọi người vì đã coi video. Nếu mọi người thích những cái video này thì mọi người hãy cho mình một like, subscribe để mà mình có động lực để mình làm những cái video như thế này ha. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở phía dưới phần mô tả của video ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.